Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sonet, form này là form mới vừa ra mắt cách đây không lâu. Hiện tại chính sách bán hàng của Kia Sonet thời điểm đầu tháng 7 đã có sự thay đổi nhẹ và trong video này em sẽ cập nhật cho anh em chi tiết chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonet thời điểm đầu tháng 7. Cụ thể mời anh em cùng xem chi tiết video. Mẫu xe Kia Sonet mới 2024 có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản Deluxe, phiên bản thứ hai đó là bản Luxury, phiên bản thứ ba đó là bản Premium. Trên thị trường, Kia Sonet cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe. Mẫu xe thứ nhất đó là chiếc Toyota Ray, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc và giá bán của Toyota Ray là dưới 500 triệu. Mẫu xe thứ hai đó là chiếc Hyundai Venue. Hyundai Venue tại thị trường này đang hỗ trợ giảm tiền mặt rất là nhiều. Phiên bản thấp thì khoảng hơn 480 triệu, cực kỳ rẻ. Và chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp đã rời kế hoạch, trước đây là dự kiến mùng 1 tháng 7 nhưng bây giờ theo thông tin mới nhất thì chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ sẽ áp dụng từ mùng 1 tháng 8, anh em lưu ý cho em. Em xin nhắc lại, chính sách bán hàng của hãng xe Kia là phân vùng thị trường. Anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi. Và hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, em cập nhật chính sách bán hàng đầu tháng 7, đó là chiếc Kia Sonet bản AT Dinax. Em xin phép cập nhật lại thông số kỹ thuật của xe để anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được. Về kích thước dài rộng cao, cụ thể là 4120 nhân với 1790 và nhân với 1642 mm. Trục cơ sở của xe là 2500 mm, khoảng sáng gầm là 20,5 cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số cấp CVT, dẫn động cầu trước, cho công suất cực đại là 113 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Xe sử dụng phanh trước là đĩa sau tăng trống. Xe sử dụng mâm xe hợp kim nhôm 16 inch về ngoại thất, cụm đèn trước dạng bóng halogen tích hợp cảm biến đèn pha tự động, có đèn led định vị ban ngày, cụm đèn hậu dạng led, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và tích hợp báo rẽ. Xe có trang bị thanh giá nóc về nội thất và tiện nghi, xe trang bị ghế da chỉnh cơ hàng ghế trước. Xe trang bị màn hình thông tin TFT 4.2 inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch về hệ thống âm thanh, xe trang bị 6 loa. Về hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa cơ, có cửa gió điều hòa sau. So. Xe có trang bị chìa xe mắt kia để nổ bằng nút, có tích hợp để nổ từ xa. Hàng ghế thứ 2 gập 60-40. Về hệ thống an toàn, xe trang bị 2 túi khí, có những tính năng an toàn như là chống bỏ cứng phanh, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và xe trang bị camera lùi cùng với cảm biến sau. So. Giá bán tại thời điểm đầu tháng 7 đã có sự thay đổi, cụ thể là tăng nhẹ mức tăng là 5 triệu. Như vậy giá bán hiện tại cho anh em là 539 triệu. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động, tặng thêm phụ kiện cho anh em. Và với giá xe 539 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh khi mà anh em đặt xe thời điểm này chờ chính sách đầu tháng 8 hỗ trợ thuế, anh em đi đăng ký thì giá xe ra biển số lăn bánh sẽ cụ thể như sau. So. Anh em ở Hà Nội sẽ là 593 triệu, các tỉnh áp 12% là 573 triệu, các tỉnh áp 10% là 568 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 587 triệu. Giá xe ra biển số 5 bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Kia Sonet bản AT Dinac, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị khi mà có hỗ trợ thuế, em tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị là 135 triệu, các tỉnh áp 12% là 115 triệu, các tỉnh áp 10% là 110 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 129 triệu. Ngoài ra thì trả góp bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên sẽ chỉ giá là khoảng 6,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 458 triệu tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,5 triệu, trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,7 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sonet bản AT Luxury. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài những thông số kỹ thuật cơ bản như bản Dinac em vừa mới cập nhật cho anh em, thì bản Luxury được trang bị thêm những option vượt trội hơn như sau. Xe trang bị phanh đĩa 4 bánh, có thêm các chế độ lái Eco, Normal và Sport. Có thêm 3 chế độ địa hình đó là tuyết, bùn lầy và cát. Về ngoại thất, cụm đèn trước nâng cấp lên dạng bóng LED có thêm cánh lướt gió về nội thất và tiện nghi vô năng được bọc ra bản đi chỉ là nhựa tổng hợp thôi về hệ điều hòa thì bản luxury được nâng cấp lên điều hòa tự động rồi về hệ thống an toàn xe được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp có thêm điều khiển hành trình và điều chỉnh giới hạn tốc độ MSLA giá bán tại thời điểm tháng 7 đã có sự thay đổi cụ thể là tăng thêm 5 triệu giá bán hiện tại cho anh em bây giờ là 579 triệu ngoài ra anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động tặng thêm phụ kiện cho anh em với giá bán 579 triệu này thì hiện tại chiếc Kia Sonet bản AT Luxury đang có giá bán bằng với một số những mẫu xe nằm trong phân khúc sedan cỡ C hoặc các mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B. Em có thể kể cho anh em một số những cái tên như là chiếc Hyundai Creta, Mitsubishi Xpert bản thấp, anh em có thể tham khảo thêm. Và trong trường hợp anh em vẫn quan tâm đến chiếc Kia Sonet bản AT Luxury, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em được giảm thuế, em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 635 triệu. Các tỉnh áp 12% là 616 triệu, các tỉnh áp 10% là 610 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 629 triệu. Giá xe ra biển số 5 ở trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước rồi. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Sonet AT Luxury, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị là 143 triệu, các tỉnh áp 12% là 123 triệu. Các tỉnh áp 10% là 118 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 137 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 6,9 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 492 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8 triệu. Trong đó gốc chia đều là 5,1 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Soul bản AT Premium. Về thông số kỹ thuật của xe, em xin phép cập nhật cho anh em như sau. Ngoài các tính năng option như bản Luxury thì bản Premium được nâng cấp thêm những option vượt trội hơn. Về ngoại thất, xe được trang bị cửa sổ trời, xe trang bị đèn sương mù dạng bóng LED về nội thất và tiện nghi, ghế lái chỉnh điện, màn hình AVN giải trí trung tâm lớn hơn so với hai phiên bản Dinac và Luxury, cụ thể đó là 10,25 inch. Về hệ thống an toàn, ngoài các tính năng an toàn cơ bản như bản Luxury, bản Premium được trang bị thêm những tính năng an toàn vượt trội hơn, đó là xe trang bị 6 túi khí. Ngoài ra thì không có hơn điểm gì nữa. Giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 7 cũng đã có sự thay đổi nhẹ, tăng giá thêm 5 triệu, giá bán bây giờ là 624 triệu. Với giá bán 624 triệu này trên thị trường, anh em có thể tham khảo thêm một số những mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B, cao hơn một phân khúc so với chiếc Kia Sonet này đó là chiếc Hyundai Creta bản đặc biệt, Mitsubishi Xpert bản Exis, chiếc Kia Santos. Anh em có thể tham khảo thêm. Và với giá bán 624 triệu cho chiếc Kia Sonet bản AD Premium, em cũng xin phép tính cho anh em giá xe ra biển số lăn bánh trong trường hợp anh em được giảm thuế để anh em có cơ sở để tham khảo. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 683 triệu, các tỉnh áp 12% là 663 triệu, các tỉnh áp 10% là 657 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 677 triệu. Giá xe ra biển số là máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể xem trên màn hình số em Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Kia bản At Premium khi có hỗ trợ thuế, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 152 triệu, các tỉnh áp 12% là 133 triệu, các tỉnh áp 10% là 127 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 146 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 7,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 530 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,7 triệu trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản kia sonet trong thời gian tới nếu giá xe có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em